Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngày Trở Về. Tiết mục múa chúng ta vừa xem đã khắc họa một hình tượng người lái đò trí dũng, được con thuyền vượt dòng sông đầy nguy hiểm và bất trắc. Giữa muôn trùng vây của luồng nước xiết, luồng tử, ông đã sử dụng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, cùng với đó là sự sáng suốt, linh hoạt, khéo léo, được tính cần cù, gan dạ để tìm thấy luồng sống, luồng nước an toàn để đưa con thuyền vượt lên trên và tiến về phía trước. Đó chính là hình ảnh ẩn dụ cho nỗ lực của người Việt ở trong nước và thế giới cùng nhau vượt qua Covid-19. Đó là những ý tưởng đột phá để có thể vực dậy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo sinh kế, mang đến cuộc sống ấm no. Đó là sự vươn tầm thế giới của doanh nghiệp để tạo ra dấu ấn của người Việt trong nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Và đó còn là sự chung tay đóng góp của những cá nhân, những tổ chức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình Ngày Trở Về năm nay, chúng tôi xin kể về những luồng sống như thế của người Việt Nam. Những câu chuyện mà hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ tìm thấy chính mình ở trong đó. Tất cả những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài là mình thấy là phải góp một bàn tay. Quyết tâm của mình chắc chắn là sẽ khiến cho nhiều người đóng góp vào thành một cái trí tuệ chung. Vì tôi là người Việt Nam thì tôi nhất định là cái gì tôi làm được tôi đều làm hết. Tôi nhất định phải trở về, bởi vì thành phố giống như một người thân mà tôi thương yêu nhất đang trong cơn đau, và tôi không thể để người thân đó một mình trong lúc khó khăn. Đó là lời mà ông Trịnh Ngọc Minh, một kiều bào, đã chia sẻ với Bình Phú trong một cuộc gặp gỡ mới đây tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện ý nghĩa của một kiều bào quyết định trở về quê hương trong tâm dịch ngay sau đây. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, khi thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các ca nhiễm và nhập viện tăng nhanh, cũng là lúc tại Canada, ông Trịnh Ngọc Minh liên tục tìm kiếm một tấm vé về Việt Nam. Vé máy bay liên tục bị hủy và phục cuối. Thành phố Hồ Chí Minh đang bệnh nặng như thế. Bức ức quá trời, bức ức lắm. Sau tổng cộng 7 lần bị hủy chuyến, ông Minh mua được vé trên một chuyến bay thương mại. Giá vé họ kêu lúc đó là 184 triệu, cao hơn 10 lần so với giá bình thường. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh căng quá. Hãy đi. Những tưởng ông Minh dành nhiều cố gắng như vậy là để trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình hoặc người thân. Nhưng không, ngay từ đầu, đó lại là quyết định tạm chia xa gia đình ở Canada của ông Minh để dấn thân vào tâm dịch vì hai tiếng đồng bào. Ông thuê một phòng trọ nhỏ tại một xóm bình dân và dành trọn tâm sức cũng như tiền bạc để chia sẻ cho những người dân nghèo trong thành phố. Bây giờ chú nằm ở bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện Covid-19 ở Hồng Đức á. Nay được 5 ngày, bà thì thấp đường lên, chú ngày nào cũng thông báo cho bác sĩ quanh. Giống như bà mà bị tụt đường á, thì bác quanh kêu không uống thuốc tiểu đường. Là tôi cũng nói bác sĩ sẽ hỗ trợ tiếp tục. Cái này cho tôi đóng góp chia sẻ cho gia đình. Dạ, em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Anh rể em bị nặng, nhờ anh mà xin cho oxy thở để kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhà 5 người thì 4 người bị Covid, mà anh nghe vậy là anh cho này cho nọ cho kia. Ở thời điểm khó khăn nhất thì mình muốn mình có mặt để có thể mình chia sẻ trực tiếp với người dân.
Tôi thấy là xung quanh mình cả nước Việt Nam không phân biệt vùng miền già trẻ, họ đều hướng về thành phố. Tôi nghĩ đến chuyện là lan tỏa cái tình yêu thương chung với những cái đội thiện nguyện. Đội tình nguyện viên hộp đỡ bệnh viện Trưng Vương đi lấy rau. Giao bữa lễ cho y bác sĩ tuyến đầu và các hộ gia đình khó khăn bị cách ly phong tỏa. Anh Minh nè. Ngon anh Minh? Ngon lắm. Khi đợt dịch cao điểm dần qua đi, chứng kiến nhiều nỗi đau vẫn còn lại trong lòng thành phố, hành trình yêu thương của ông Minh lại tiếp tục nối dài. Là ba của mấy cháu bị nhiễm rồi ba cháu chết rồi, nay cho đứa con là đứa đầu tiên là chị, rồi cái tới hồi cái bà nội chăm sóc cho cháu, rồi bà nội nhiễm bà nội đi cách ly, rồi ông nội ở nhà ông nội nhiễm rồi cái ông nội đưa đi nhà thương là chết rồi trong nhà thương luôn. Con thấy ba mẹ ông nội đi đâu thì con buồn nên mẹ nè con cũng nhớ để con ăn đỡ với ông, với ông muốn cho tôi có tình để tôi nuôi ba đứa cháu nó ổn, sợ nó không có thọ nữa, không có hạt nuôi nó chết thôi. Chẳng chờ gì đó, rất là chẳng chờ. Khi mà hai người thân gần gũi họ nhất ra đi vì bệnh Covid, không thể gặp mặt được, chỉ nhận lại cái hũ cho cốt, thì nỗi đau nó cùng cực lắm, mình không biết dùng từ ngữ nào diễn tả. Đường dài mình chưa biết như thế nào, thôi trước mắt mình có chút xíu quỹ, mình biếu tặng cụ và hy vọng rằng là số tiền đó nó cũng giúp cho cụ, cho cháu bé thấy rằng xung quanh còn có những tấm lòng nhân ái nhìn đến và sẽ chia sẻ khi lúc cần. Cái ngày đầu tiên vô thành phố Hồ Chí Minh, đi qua những đoạn đường rất là vắng lặng, tôi nghĩ là mình phải cố gắng giúp một phần nào để thành phố trở lại nhịp sống bình thường như ngày xưa. Bánh mì nào giòn đây? Có đồ ngồi xanh xanh đi. Ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách, ông Trịnh Ngọc Minh quay trở lại xóm nhỏ nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Khi mà sinh hoạt đã trở lại tương đối là bình thường, rõ ràng là có một luồng sống để cho người dân, họ vui lắm. Trong lòng của mình nó cũng vui, 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 vui giống như họ. Lần nào mình về, mình cũng đều lặp lại tâm trạng nhớ mẹ. Mẹ ơi, con đã già rồi. Con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ thơ. Mẹ mình mất cũng 10 năm, 12 năm rồi. Mình về thăm lại quê hương, giống như mình thăm lại người mẹ hiền. Mình cũng lớn nhỏ từ đất nước Việt Nam mình ra rồi. Bây giờ mình có điều kiện thì mình đáp trả lại phần nào cho quê hương xứ sở của mình. Những việc mình làm thì nó cũng chỉ nhỏ thôi. Nó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong toàn cảnh của xã hội thôi. Tại vì xung quanh của tôi cũng rất rất nhiều những hội đoàn khác chung vai với nhau, chia sẻ với người dân mình. Tôi chứng kiến rất nhiều cái gọi là nghĩa đồng bào mùa dịch. Được là một mảnh ghép nhỏ cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của mình.
It was given me the day I was born. Việt Nam đất want to know nước the story ta ơi, mênh mông biển lúa tô trời đẹp hơn. Những em nhỏ như quý vị đang thấy đây đều ở độ tuổi chỉ biết đến việc học và chơi. Thế nhưng cái cách mà các em thể hiện như ca hát, vẽ tranh hay đọc thơ thực ra lại là cái cách mà các em đang chung tay cùng với người lớn để giúp đỡ cho đồng bào ở quê nhà trong cơn đại dịch. Đây là câu chuyện về hành trình của những liều vaccine lại đến từ những trái tim bé nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương như thế. Xin chào mừng tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Talent Show Sống Để Yêu Thương, điều vụ chiến dịch 10.000 liều vaccine phòng chống Covid cho Việt Nam. Con tên là Sớm, hôm nay con hát tập bài Mẹ và Cô. Con muốn gây quỹ cho Việt Nam để mua vaccine cho Việt Nam có lên. Đây là một trong số rất nhiều những em nhỏ người Việt và gốc Việt trên khắp thế giới đã tham gia chương trình Talent Show, cuộc thi tài năng nhí được tổ chức nhằm đấu giá gây quỹ cho chiến dịch 10.000 liều vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam. Một mục tiêu lớn được thực hiện bởi những bạn nhỏ còn đang ở độ tuổi học và chơi đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong số những vật phẩm tham gia đấu giá cho chiến dịch gây quỹ, có một bức tranh đặc biệt đến từ gia đình nhỏ có bố Mỹ, mẹ Việt và một cô con gái tên là Kayla. Em nghĩ bức tranh nó rất là Việt Nam, giống như là cái khung cảnh ở quê em đó. Vốn là món quà từ người chồng giúp chị Trâm vơi đi nỗi nhớ quê hương. Vậy nên khi anh đột ngột qua đời, bức tranh trở thành một kỷ vật quý giá với hai mẹ con Kayla. Thế nhưng ngay khi biết đến chiến dịch gây quỹ vaccine cho Việt Nam, Kayla và mẹ đã không ngần ngại đem tặng bức tranh cho chương trình đấu giá. Dù còn nhiều những khó khăn trong cuộc sống và bản thân phải làm thêm công việc chạy xe Uber để có thêm thu nhập, chị Trâm vẫn quyết định dành tặng một nửa tháng lương của mình để đóng góp cho quỹ vaccine. Giữa những khó khăn thời đại dịch, có một tinh thần Việt Nam khi mỗi cá nhân đều tạm quên đi những mất mát riêng để cùng sẻ chia và lan tỏa tấm lòng nhân ái. Nếu như em có thể giúp đỡ, chia sẻ được gì thì em sẽ sẵn sàng làm điều đó. Vì mình gây quỹ cho Việt Nam mà mình dạy cho con sống, biết yêu thương, biết chia sẻ như vậy thì nó sẽ giúp ích cho con và cũng như xã hội. Mẹ con nhớ quê nên mẹ con khóc. Con ôm mẹ, con nghĩ là mẹ đừng có buồn tại con ở đó với mẹ. Tuy không có đá đi thì vẫn có con. Cái bức tranh con gà trống á, đá đi con vẫn sẽ rất là vui tại vì đá đi của con rất là yêu Việt Nam. Dù có thể không sinh ra hay lớn lên ở Việt Nam, nhưng có một thế hệ trẻ những em bé gốc Việt luôn mang trong mình một trái tim biết yêu thương và hướng về cội nguồn. Khi mà các con làm cái điều gì đó từ trái tim thì các con thực ra cũng không quan tâm là chiến dịch kết thúc rồi hay là chưa, mà các con vẫn tiếp tục mà cống hiến và đóng góp thêm cho chương trình và làm tất cả những cái việc đó đều thuần túy rất là tự nhiên. Yêu thương của các con hướng về Việt Nam rất là trong sáng. Thì đứng từ góc độ là các bậc phụ huynh thì cũng rất là vui là các con của mình có một cái tình yêu thương đối với người Việt Nam, đối với quê hương của mình và đóng góp được một cái điều gì đó để giúp đỡ cho những người đồng bào của mình. Làm việc nhỏ bằng trái tim lớn, sự sáng tạo của các em giữa mùa dịch trong hoạt động đấu giá đã giúp gây quỹ thành công tới 46.000 đô la Mỹ, tương ứng với việc có thêm 2.000 người dân Việt Nam được tiếp cận với vaccine phòng COVID. Cũng chính nhờ hoạt động ý nghĩa này, chương trình cũng đã bảo trợ thành công cho 43 em nhỏ mồ côi vì đại dịch. Khi tình người đủ lớn để xóa nhòa giới hạn về khoảng cách, hành trình của những liều vaccine đã đến gần hơn với những người dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong muốn có thể chia sẻ nhiều hơn đến với tất cả quý vị khán giả những suy nghĩ của các bé. Và thật may là ngày hôm nay chúng tôi có thể có cơ hội được trò chuyện với một số bé đã vượt đường xa
để gặp mặt quý vị khán giả ngay tại điểm cầu ở thành phố San Francisco của nước Mỹ. Giờ đây thì xin mời trường quay cho chúng tôi được kết nối tín hiệu với những bạn nhỏ tuyệt vời đó cùng với chị Hà Vi ạ. Xin chào chị Hà Vi và các bạn nhỏ. Chị Hà Vi và các bạn nhỏ ơi. Hà Vi xin chào anh Vĩnh Phú và xin chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, Hà Vi và các bé đang đến từ thành phố San Francisco tại đây ngày hôm nay. Chú Vĩnh Phú cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi ngày trở về rất mong muốn có thể gửi lời cảm ơn các con thông qua một chương trình talent show để có thể mang những liều vaccine quý giá và gửi về quê hương Việt Nam. Xin phép cho Vĩnh Phú có thể trò chuyện với Kayla một tí nha. Xin chào Kayla. Con xin chào chú. Chú Phú hỏi một tí nha. Bức tranh đó là con quyên góp được bao nhiêu dành cho quỹ vaccine của mình? Con đóng góp được 100 đồng. 100 đô la. Vỗ tay dành cho Kayla. Mình sẽ trò chuyện với Quỳnh Hương nha. Quỳnh Hương ơi, cô Hà Vi thấy là con ngoài cái việc hát rất là hay, con còn làm nhiều vô số việc khác nữa. Con có thể chia sẻ thêm về những cái công việc này được không? Dạ, con cảm ơn thôi Hà Vi. Con nhớ khi Covid mới xảy ra ở Mỹ, con rất là buồn và con nghĩ chắc các bạn ở Việt Nam cũng rất là buồn. Cho nên con làm một cái lớp học để dạy tiếng Mỹ cho các bạn ở Việt Nam. Và con dùng cái tiền phần thưởng của con để gây quỹ. Và con cũng rửa chén. Rửa chén là như thế nào? Con rửa chén ở nhà con và mẹ con trả tiền. Rồi sau mình sẽ sử dụng tiền của mẹ trả để đóng góp nhiều hơn đúng không nào? Dạ đúng. Rất là dễ thương nhưng lại rất là đáng quý. Cảm ơn Quỳnh Hương rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ Hà Vi xin phỏng vấn một cái nhân vật cũng rất là quan trọng trong cái talent show vừa rồi. Tại vì bé đã đóng góp hát tận 3 bài hát. Xin chào Catherine Anh Thơ. Dạ, con xin chào cô Hà Vi. Con ơi, trong cái talent show vừa rồi thì con hát hay như thế. Thì con có thể cho cô biết và khán giả cũng biết là tại sao con biết tới cái show talent show lần này không? Con rất là thích hát và con rất là thương người Việt Nam. Cho nên con tham gia chương trình này. Cảm ơn con. Vậy thì với cái tình thương yêu đó, ngày hôm nay con có thể tặng khán giả người Việt Nam một cái bài hát nào được không? Con hát một khúc bài chúc Tết. Mùa xuân sang ta chung nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng ru nhau mau bay về, khóc trên môi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc làn ước mơm, Tết này tiếng cười khắp trời. Thưa quý vị, năng lượng tích cực từ các con quá là mãnh liệt và chắc người lớn chúng ta cũng phải học tập mà thôi. Các con không chỉ là quyên góp vaccine để chống Covid-19 mà còn tạo ra một cái vaccine là vaccine hồn nhiên này, vaccine yêu thương để có thể giúp được mọi người có một cái tinh thần và nghị lực vượt qua cái đại dịch này. Đúng như tinh thần của cái talent show mà các em đã tham gia vừa rồi, đó chính là sống để yêu thương. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì các em ở đây đã chuẩn bị một bài thơ rất hay để gửi lời chúc Tết tới quý vị. Không chỉ là những người Việt đang ở quê nhà mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Chúc mùa xuân mới Việt Nam, chiều người chung sức để làm điều hay. Bàn tay nắm lấy bàn tay, yêu thương vun đắp mỗi ngày cùng nhau. Dịch bệnh Covid đi mau, để cho khắp chốn càng giàu đẹp thêm. Nhà nhà trong ấm ngoài êm, nước non ngàn dặm bình yên mọi phần. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần an vui hạnh phúc vạn lần năm qua. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần an vui hạnh phúc vạn lần năm qua. Xin được chúc mừng năm mới dành cho Hà Vi, dành cho tất cả các bé, những thiên thần nhỏ vô cùng tuyệt vời đã luôn đồng hành cùng với đất nước, cùng với quê hương Việt Nam. Chúc mừng năm mới mọi người! Chúc mừng năm mới! Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đã khiến các nước phải đặt ra những biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Điều này tạo ra những đứt gãy trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Là một mắt xích trong chuỗi cung ứng, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch. Số tàu container chở hàng ít đi, trong khi chi phí vận chuyển tăng cao gấp 12-13 lần.
Ngay lập tức, những hoạt động để nối lại đứt gãy và thổi lại luồng sống cho nền kinh tế Việt Nam được triển khai từ các cấp các ngành và nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước. Cùng với những nỗ lực giữ luồng sống như thế, ở đất nước Thụy Sĩ xa xôi, một người con gốc Việt cũng đang hướng về Việt Nam. Ông là Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Và một ngày cuối tháng 3 năm 2021, ông Philip Rösler đã gửi một lá thư đặc biệt tới Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bức thư dài 6 trang của ông đã kể lại rất nhiều những cột mốc đã đưa ông gần hơn với đất mẹ Việt Nam. Để rồi từ đó đã hun đúc nên quyết tâm làm những điều ý nghĩa cho quê hương. Trong đó có việc khơi luồng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác, đưa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đoạn kết của bức thư, ông đã viết: "Tôi tin rằng mình có thể đóng góp sức nhỏ bé vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam, Thụy Sĩ và Đức. Đây là trách nhiệm và cơ hội lớn để tôi tri ân quê hương Việt Nam, nơi tôi đã sinh ra. Sát cánh cùng Việt Nam chính là sứ mệnh của tôi." Ký tên Philip Rösler. Ông Philip Rösler từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ năm 2011 đến 2013. Ông cũng từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Y tế ở độ tuổi 36. Ông là người trẻ nhất trong nội các của Thủ tướng Angela Merkel, đồng thời là Bộ trưởng gốc Á đầu tiên của nước Đức. Tháng 5 năm 2011, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do FDP và trở thành Phó Thủ tướng Đức. Sau khi rời chính trường vào năm 2013, ông Philip Rösler trở thành Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ. Những hoạt động kết nối của ông Philip Rösler với Việt Nam là cả một quá trình lâu dài. Một sự kiện nổi bật trong số đó là vào tháng 11 năm 2020, ông đã dẫn đầu một đoàn các nhà đầu tư châu Âu vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 để đến Việt Nam. Một chuyến đi đặc biệt trên nhiều phương diện vì nó diễn ra vào đúng vào thời điểm khi mà những cái biện pháp hạn chế xã hội về trong thời gian dịch bệnh rất là khắt khe, rất là ngặt nghèo. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là trong một thời gian khá là gấp rút mà cũng tổ chức một cái đoàn 10 người doanh nghiệp của Thụy Sĩ, Đức, châu Âu rồi là có cả Israel và Việt Nam đã dẫn đến một cái kết quả là rất đáng khích lệ là quyết định đầu tư 350 triệu đô sau cái chuyến thăm đấy là một thực sự là một kỳ tích. It was before the vaccination was. Đó là thời điểm khi vaccine chưa được phủ rộng và chúng tôi phải trải qua rất nhiều lần xét nghiệm với nhiều thủ tục khác nhau. Các chuyến bay thương mại cũng chưa được mở lại. Đúng là một trải nghiệm khó quên khi mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít trên máy bay. Vì sao chúng tôi lại phải nỗ lực đến vậy để đến Việt Nam? Vì ngay trong đại dịch, chúng ta phải tính tới sau đại dịch thì phục hồi thế nào, làm thế nào để hấp dẫn các nhà đầu tư. Vì vậy, chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian COVID này để chuẩn bị các điều kiện để đón sóng đầu tư nước ngoài. Ông Philip Rösler cũng cho rằng yếu tố con người và giới trẻ chính là chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam. Vì vậy, ông đặc biệt quan tâm đến việc kết nối các công ty khởi nghiệp của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài. Người Việt Nam rất thông minh. Các bạn trẻ làm startup Việt Nam không thua kém gì so với các bạn trẻ ở thung lũng Silicon. Chỉ có điều, họ thiếu vốn để đầu tư vào các dự án. Sứ mệnh của tôi là giúp kết nối các bạn với các quỹ đầu tư nước ngoài để thúc đẩy rót vốn vào startup Việt Nam. Anh Rösler cũng đã chứng kiến và thúc đẩy cái sự hình thành của mạng lưới đổi mới sáng tạo thủ đô, trong đó bao gồm 17 trường đại học, 4 hội sinh viên Việt Nam ở Anh, Pháp, Mỹ, Úc, kết nối được 154 quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với 783 startup. Và từ đó thì những cái khoản đầu tư đã được hình thành và tổng giá trị nó lên đến khoảng 1,7 tỷ đô. Và rất nhiều trong số đó là nhờ vào cái sự kết nối và hỗ trợ từ phía anh Rösler. Nếu không có tình cảm và nếu mà không có những cái sự trân trọng về nguồn gốc gốc gác của mình thì chắc là cũng khó để có một người nào đó mà dành được nhiều thời gian cho cái cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đến vậy. Tôi đã được chứng kiến tận mắt những cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam và tôi thực sự được truyền cảm hứng. Việt Nam chống dịch rất tốt và chính vì điều đó nên Việt Nam càng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vì họ tin tưởng vào khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam hậu đại dịch.
Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, nay là tỉnh Sóc Trăng. Ông Philip Rosler được Viện Mồ Côi Công Giáo của nữ tu dòng Chúa Quan Phòng nuôi dưỡng. Khi được 9 tháng tuổi, một đôi vợ chồng người Đức đã nhận nuôi và đưa ông trở về Đức. Họ đã dành tất cả tình yêu thương và sự giáo dục tốt nhất cho cậu bé. Vào những năm tháng đầu đời, tôi chưa bao giờ băn khoăn về nguồn gốc của mình. Tôi là người Đức, sinh ra ở đâu đó gần Hanover. Khi tôi 6 tuổi, cha tôi bảo tôi đứng trước gương cùng ông ấy và nói: "Hãy nhìn xem, trông con có gì khác với ta? Mắt của con, mũi của con và những thứ khác nữa." Tôi đã nhận ra là mình có một nguồn gốc khác và đi kèm với đó là những trách nhiệm khác. Trách nhiệm đó đã đưa tiến sĩ Rosler vượt ngàn trùng xa xôi trở về nơi đã nuôi dưỡng mình những năm đầu đời. Đây là lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ ông trở lại nơi đây. Khi bài nguyện Our Father vang lên, tôi thực sự xúc động. Khoảnh khắc đó diễn ra rất tự nhiên. Mọi người ngồi bên nhau và các sơ cùng cất tiếng hát. Thực sự lúc đó rất tuyệt vời. Người Đức thường không nắm tay nhau, nhất là ở lứa tuổi như tôi. Đặc biệt là những cái ôm. Kể cả thời trước khi có Covid, chúng tôi cũng thường ít ôm người lạ. Thế nhưng khi đến đây, khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã không ngần ngại mà ôm lấy họ và nắm tay họ. Khi nắm tay các sơ, tôi cảm thấy rất ấm áp. Tình yêu của họ rất giản dị. Đó là tình yêu của những người mẹ dành cho những đứa con của mình. Khi rời khỏi tu viện vào năm 1973, Philip Rosler mới chỉ là một đứa trẻ. Ông hoàn toàn không có chút ký ức nào về nơi này. Thế nhưng, một nỗi nhớ mơ hồ vẫn luôn hiển hiện đâu đó trong ông. Tôi cảm thấy buồn một chút khi nghĩ về nơi này 48 năm trước, khi tôi còn sống ở đây. Tôi đã từng tưởng tượng ra khung cảnh này. Tất nhiên đó là kỷ niệm của riêng tôi, cảm giác của riêng tôi mà thôi. Nhưng ở đây, ngay lúc này, nhìn thấy những em nhỏ đó, tôi vẫn cảm thấy rất xúc động. Điều các em cần nhất đó là sự quan tâm về mặt tinh thần. Cần có người tâm sự, sẻ chia, có người ở bên để các em dựa vào khi nửa đêm tỉnh giấc và bật khóc. Các em đều là trẻ mồ côi. Nhiều em vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất người thân do Covid. Điều này thôi thúc tôi cần phải làm điều gì đó cho các em. Điều mà tiến sĩ Philip Rosler làm đó là trở thành đại sứ toàn cầu của chương trình Yêu Thương Nâng Bước, một chương trình từ thiện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Từ khi tôi sang đây, mới chỉ hơn một tuần thôi, mà số lượng các em nhỏ mồ côi đã có thêm 200 em. Chúng tôi phải làm rất nhiều việc. Vai trò của tôi là truyền thông điệp này tới quốc tế và chúng tôi cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến trở về quê hương lần này của tiến sĩ Philip Rosler không chỉ để truyền đi những thông điệp yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mà bản thân ông đã nhận về nhiều hơn thế. Với tư cách là một trong số 60 kiều bào tham dự Xuân Quê Hương, tiến sĩ Rosler đã có dịp được tìm hiểu nhiều về văn hóa và truyền thống Việt Nam. Trên trang Twitter của mình, ông đã khoe với cả thế giới về những trải nghiệm của mình trong chuyến đi này. Ăn phở thìn bờ hồ, uống cà phê trứng, thăm văn miếu Quốc Tử Giám, xin chữ đầu xuân. So nice and beautiful. Thưa quý vị, vị khách của chúng tôi đã có hành trình vô cùng đặc biệt tại Việt Nam. Vậy thì trong những ngày đầu xuân như thế này, chúng tôi sẽ dành một món quà châu mới, đó là một bữa cơm Tết tại một gia đình Việt Nam rất truyền thống. Lần đầu tiên, thưa quý vị, vị khách đặc biệt này sẽ có một bữa cơm Tết ngay tại chính quê hương Việt Nam của mình. Đi nào.
Hi, I'm Mr. Mang. Xin chào. Giới thiệu với anh Mẫn, đây là anh Philip Rosler. Hello. Thank you. Xin chào. Dạ, rất vui được ông đến thăm gia đình chúng tôi trong ngày Tết. Mời ông ngồi. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến các công việc chuẩn bị đón Tết cả. Không khí tấp nập trước Tết, những cảm xúc và sự hân hoan của người Việt khi Tết đến. Đó là thời gian cả gia đình cùng chung tay. Trẻ em thì được chơi thoải mái, trong lúc người lớn thì chuẩn bị gói bánh. Good. Guys are very proud. So, first time. I want to eat. You want to eat? Yes, wait, and also. So, here. Okay. We are well prepared for test. Tôi thấy mình ngày càng gắn kết và trở thành một phần của Việt Nam. Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là phải làm gì đó cho Việt Nam. Cũng cùng mong muốn đóng góp cho đất nước bằng cách thiết thực nhất, một người phụ nữ sống ở Đài Loan, Trung Quốc trong hơn 24 năm qua đã luôn trăn trở làm thế nào để người Việt có thể làm chủ được công nghệ, kỹ thuật hiện đại? Và câu trả lời chính là kết nối giáo dục, đào tạo chất lượng cao. Vợ nhà tôi đã, bữa trước thì bà cũng nói hơi đau đau, tưởng ăn không tiêu hay gì. Tối đi đau quằn quại, mà đau thở, mà đỡ thở không nổi, rồi đau mà thứ đổ mồ hôi trôi nước mắt. Rồi chở đi cấp cứu thôi chứ. Nếu mà đi thành phố Hồ Chí Minh tôi phải có từ giá 50 triệu sắp lên. Mà tôi không có đủ khả năng. Bây giờ mẹ cho tôi cái gì mà giá trị cỡ nào không biết chứ. Không bằng bằng cái câu nói của bác sĩ. Thì nó nói khoảng 3 ngày mổ nội soi này 3 ngày là xuất hiện được. Mừng nữa. Cao mô mặt hôm nay thì so với hồi xưa thì rút ngắn quá 10 lần. Năm 17 thì khoảng trung bình là 90 phút. Bây giờ thì trung bình thì khoảng 15 đến 30 phút. Trước đấy thì cũng mổ nội soi nhưng mà mới áp dụng một số trường hợp thôi. Và một số trường hợp thì phải mời thành phố Hồ Chí Minh xuống hỗ trợ. Những ca lớn như mổ đại tràng, trực tràng. Và sau khi Đài Loan về thì mà bắt đầu là tôi tự làm được. Thì đi đào tạo ngoài nước thì rất là giúp ích cho bệnh viện triển khai những cái kỹ thuật mới ở tại đơn vị, giúp ích cho người bệnh ở địa phương. Cho đến nay đã có hơn 100 y bác sĩ ở Đồng Tháp và một số tỉnh miền Tây đã tham gia những khóa ngắn hạn về y khoa. Đây là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của một người con tâm huyết với quê hương, chị Ngô Phẩm Trân. Đến Đài Loan Trung Quốc từ năm 1998, chị Ngô Phẩm Trân đã luôn học tập không ngừng và làm việc ở nhiều vị trí như cán bộ văn hóa trong cơ quan lao động Đài Loan Trung Quốc, tổng biên tập tạp chí Quê Hương, nhà cố vấn kinh doanh đầu tư, giảng viên sư phạm tại trường Đại học Quốc lập Đài Loan và nay là chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt. Trong lòng của tôi thì luôn có một cái động lực và thôi thúc tôi thay đổi vị thế của người Việt. Tôi muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi băn khoăn được đặt ra. Nói chứ mình nhà nông mà mình lo hai đứa con học bên đại học vậy là không nào lo nổi. Những cái tòa nhà, những bệnh viện, những cái trung tâm rất là to, hoành tráng, thiết bị rất là hiện đại nhưng mà vẫn đắp mền. Lý do vì sao? Thiếu cái nguồn nhân lực. Tôi quyết định sẽ làm một điều gì đó. Chị Phẩm Trân đã tích cực và dành nhiều thời gian công sức để liên hệ, kết nối với các trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, tìm những học bổng, chương trình đào tạo phù hợp với các bạn trẻ tại Đồng Tháp. Chị vẫn song song xúc tiến hợp tác thương mại, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc. Cô Ngô Phẩm Trân là người rất có uy tín ở đây. Mỗi khi cô đề xuất với chính quyền hay các cơ sở giáo dục về các chương trình hợp tác đầu tư, thì công việc đều rất hiệu quả và thành công. Tại vì công việc quá nhiều, hầu như là thời gian mình phân bổ đôi khi là không đủ. Có nhiều khi là mình giống như kiệt sức á, không biết là mình đeo đuổi đến cái đoạn đường cuối cùng hay là không.
Nhưng trên chặng đường đó, chị đã không dừng lại. Suốt 5 năm qua, chị Ngô Phẩm Chân và Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt đã giúp đỡ, hỗ trợ, đào tạo thành công cho hơn 600 bạn trẻ trong các chuyên ngành về kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp tại Đài Loan, Trung Quốc. Như gia đình tôi làm nghề chẻ gỗ này được đúng đời, là ông nội, là ba tôi, là con tôi nữa. Mà làm ở trên là nó nặng nhọc quá, ở trên con cái nó làm không nổi. Muốn được có ngành nghề khác để cho nhẹ nhàng. Trước đây chưa dám nghĩ về việc con tôi phải đi là du học. Bây giờ nó cũng tốt nghiệp ra trường, được nhà trường hỗ trợ giới thiệu để làm đúng ngành nghề và bên ngành điện quang. Cô nó mừng dữ lắm. Tự hào, quá khỏe à. Nhờ cái vai trò kết nối này của cô Hồng Đăng cho nên tỉnh đã mở ra được nhiều cái chương trình hợp tác với phía Đài Loan và các em đã được học hành thành công, đào tạo ở một cái nơi chốn rất là tiên tiến hiện đại về mặt chuyên ngành, có nghề nghiệp tốt, bậc kỹ sư, là một cái chương trình có rất nhiều ý nghĩa về mặt xã hội lẫn cái đào tạo nghề việc làm. Xin chào chị Ngô Phẩm Trân ạ. Khi đến Đài Loan 24 năm trước, chị bắt đầu từ con số 0. Vì điều gì làm chị có thể nỗ lực vươn lên? Thời gian đó có một lần là tôi đi taxi, ông tài xế khi nghe mình nói tiếng Việt thì bác hỏi là bạn có phải đến từ Việt Nam hay là không? Mình trả lời là vâng. Thì lúc đó bác nói đất nước Việt Nam còn là nghèo, lạc hậu, kỳ thị về người Việt của mình. Mình bị tổn thương và mình cảm thấy là rất là tự ái, rất là buồn. Phản xạ tự nhiên trong lòng mình là mình trả lời ngay. Người Việt Nam chúng tôi không phải là thế. Nhưng mình chỉ nói và giải thích họ thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái điều gì đó mà mình không thể chứng minh được. Đó đã thôi thúc mình xây dựng con đường kiến thức, thay đổi cái nhìn của người bản xứ với mình. Hiểu hết về Việt Nam, họ sẽ có cái nhìn khác. Vì một Việt Nam có rất là nhiều nhân tài. Công việc, cúi đầu với công việc. Làm sao để chị phân bổ thời gian dành cho những nhu cầu riêng của bản thân? Trong suốt cái hành trình đó, mình luôn phải giấu đi cái cảm xúc đó. Mình không dám dỡ nó ra. Mình luôn phải chứng minh cho trước mặt mọi người là mình mạnh mẽ. Những ngày truyền thống của Việt Nam mình thật sự không dám nghe những bài hát của Việt Nam luôn. Những lúc đó cái cảm xúc của mình sẽ dâng trào và nó làm cho mình rất là nhớ quê hương, nhớ người thân và nhớ mẹ già. Wow, tóc má còn dài thế luôn á má. Ồ, mái tóc này dữ rồi, chưa đi tới giờ luôn nè. Ồ. Hôm nào con nhuộm tóc đen cho má là má trẻ ra nữa. Khi trở về với quê nhà thì gặp người mẹ già 91 tuổi. Khi ở bên cạnh mẹ thì mình mới cảm thấy được rằng cái sự yên bình và cái sự an toàn cho mình một cái cảm giác là ấm áp và không còn phải là lo toan hay là bôn ba hay là gì nữa và cần nghỉ ngơi. Thì luôn mong muốn trở về với vòng tay của mẹ, với quê hương của mình. Con bới tóc lại cho má ha, là má trẻ ra thêm 10 tuổi nữa đó nha. Vẫn đẹp như xưa chứ bộ. Có nhớ con không? Nhớ chứ chồng không. Ờ. Tao hỏi thầm và thầm, hỏi có đi gì không? Ờ. Mày có đi không đâu? Mỗi lần mà đi công tác về Việt Nam hoặc là những cái việc gì đó thì thường đó là điện thoại thôi, chỉ gọi là liên lạc với mẹ qua điện thoại. Nào nói chuyện với mẹ thì chỉ cũng chỉ trong vòng mấy phút, là lúc nào cũng phải nói là rất là cứng rắn và để cho mẹ thấy được cái sự là vững vàng. Đối với mẹ thì mình lúc nào cũng là nhỏ hết á, mặc dù mình đã trưởng thành. Mỗi lần nói chuyện thì lúc nào cũng nói là nhớ con đi xa. Mẹ cũng biết được rằng là mẹ ngày một lớn tuổi, cái ngày mà mình không biết ngày nào mà còn sống được bao nhiêu. Mới nói chung mẹ cũng đang chuẩn bị cái tư thế đó. Cho nên là mỗi lần nói chuyện mẹ cứ nói là bây giờ con nói chuyện được ngày nào với con là hạnh phúc của mẹ lắm rồi. Hai quả sông to ăn được đúng không? Này con, ăn này chắc là sống trường thọ. Khi trở lại quê hương Đồng Tháp, trở lại với thiên nhiên, nhìn những đàn chim bay lượn trên không tạo cho mình một cái cảm giác là rất là yên bình.
cảm giác liên tưởng đến kiều bào xa xứ, bôn ba nơi đất khách quê người. Và mỗi lần được trở lại quê hương, giống như trở lại với vòng tay của mẹ, vòng tay của quê hương sẵn sàng dang rộng ra để chào đón mình. Một cái cảm xúc làm cho tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, thấm đậm cái tình thương và cho tôi một cái động lực để đóng góp nhiều hơn nữa, giúp cho quê hương phát triển. Đại dịch Covid-19 gây ra những tác động nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế và xã hội. Nhưng giữa đại dịch, các doanh nghiệp Việt vẫn không chùn bước. Họ không dừng lại mà tiến bước với một tinh thần tiên phong, vượt qua những khó khăn và thử thách. Và đây là một câu chuyện như thế. Rừng Amazon, hùng vĩ và huyền bí, nơi cư ngụ của những bộ tộc có cuộc sống gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, ở vùng sâu nhất của rừng rậm Amazon, có một sự kiện chưa từng có trong lịch sử viễn thông Peru. 4 trạm phát sóng được dựng lên nơi vùng lõi rừng đã đem sóng di động và Internet đến vùng sâu nhất giữa rừng Amazon. Sau đó, phổ cập Internet cho trường học, chủ yếu là cho những thổ dân sinh sống ở vùng sâu tại khu vực này. Nhánh sông Huallaga và Marañón là nhánh sông nối dài nằm trên lãnh thổ Peru, đổ về sông Amazon với chiều dài hơn 500 km theo đường chim bay. Đây là khu vực thông thương hàng hóa bằng đường sông lớn nhất từ Peru sang Colombia và Brazil. Tháng 1 là cao điểm mùa mưa ở đây. Những cơn mưa dai dẳng kéo dài hàng giờ đồng hồ. Đây cũng là khoảng thời gian mà anh Nguyễn Chính Minh và các đồng sự chạy đua với thời gian để lắp đặt cột phát sóng 4G. Ở đây mưa nó mưa kinh khủng lắm, mưa là sáng sớm khoảng 5-6 giờ bắt đầu nó mưa. Nó mưa đến khoảng 10 giờ. 10 giờ thì lại nắng, nắng thì làm được một lát. Làm một lát lại mưa, 11 12 giờ là mưa, 3 giờ chiều nó mất thời gian làm việc của mình, nó không có năng suất nữa. Nhưng ở đợt này bọn mình đang đi lắp cái thiết bị này mấy cái trạm cuối ấy, ở trên trục này thì đúng vào cái tầm cao điểm của mùa mưa. Một ngày chỉ làm việc được 3 đến 4 tiếng thôi. Không nhiều hơn được. Sau 6 năm sống và làm việc tại quốc gia Nam Mỹ này, anh Minh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với thời tiết và đặc biệt là những vị khách không mời mà đến. Ở Amazon trong rừng này mưa thì muỗi nó nhiều lắm, đặc biệt là ruồi vàng. Nó cắn mà phải sốt lên đấy. Buổi tối ngủ thì cũng lo lắm, tại vì thi thoảng lại có vài ba con rắn nó ghé thăm. Khó khăn chồng chất. Số ca mắc Covid-19 tại Peru gia tăng không ngừng. Nhưng những người mở đường viễn thông tại khu vực xa xôi nhất của rừng già Amazon vẫn không lùi bước. Các trạm phát sóng đã được công ty công trình Viettel Peru triển khai bất chấp bối cảnh đại dịch. Người dân trong khu vực này do sinh sống ở sâu trong rừng nên tỷ lệ lây nhiễm tại chỗ hầu như không có. Chính vì thế, họ không muốn tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là những người từ vùng dịch đến. Bản thân anh Minh đã làm việc tại vùng sông nước này 2 năm nên cũng phần nào hiểu được văn hóa của người dân bản địa. Anh tìm cách tiếp xúc với các trưởng làng để làm trung gian, đồng thời chứng minh toàn bộ đội kỹ thuật đều khỏe mạnh và đã xét nghiệm COVID đầy đủ thì mới được cho phép vào làm ở đó. Anh Minh đối với tôi là một người đa di năng, như kiểu là một chiếc hộp dụng cụ mà ở đó có đầy đủ tất cả mọi thứ. Đối với anh ấy, việc gì cũng có cách giải quyết, rất nhanh nhẹn. Và những người xung quanh đều học hỏi được từ phong cách làm việc của anh ấy. Anh ấy là ví dụ điển hình cho những người Việt ở đây. Linh hoạt, khả năng làm việc nhóm tốt và có tố chất của một người làm lãnh đạo. Những ngày đầu, đội lắp đặt cũng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Sau đó là phong tục tập quán sinh hoạt của người dân bản địa. Nhờ dịch vụ mạng Internet, tất cả chúng tôi đều được cập nhật tin tức mỗi ngày. Chúng tôi có thể được biết về tất cả những điều đang xảy ra trên thế giới. Hệ thống 4 cột sóng này hiện là tuyến trục lớn nhất Peru hiện nay với đường truyền chuẩn 10GB, chuẩn bị cho hệ thống 5G sắp tới. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, khi trẻ em không thể đến trường, cột sóng của Viettel đã giúp các em có thể học tập trực tuyến mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nó được coi là luồng sống, đảm bảo thông tin liên lạc
và mở ra cánh cửa kết nối với thế giới cho hơn 5.000 người dân dọc trục sông và hơn 15.000 cư dân ở đầu và cuối nhánh sông này. Còn với một số thị trường châu Á, tại những vùng xa xôi và khó khăn nhất ở Lào, không chỉ mong muốn cung cấp dịch vụ viễn thông cho toàn bộ người dân, Unitel, thương hiệu Viettel ở đây còn tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số ở quốc gia này. Điều này đã được thể hiện rõ ràng khi dịch vụ U-Money, dịch vụ tài chính di động, đã đến với người dân bản Muang Met, cách thủ đô Viên Chăn khoảng chừng 150 km. Nơi đây, dịch vụ ngân hàng là thứ xa vời với cuộc sống của họ. Trước đây, tôi phải lên tận huyện Kasi để rút và chuyển tiền vì ngân hàng ở đây chưa có như ở các huyện khác. Từ hồi ở đây có U-Money, mọi thanh toán rút và chuyển tiền giờ đây đã tiện hơn nhiều. Tại các cửa hàng đều có QR code của U-Money, nên giờ giao dịch buôn bán hầu hết không dùng tiền mặt nữa. Từ việc phải đi một quãng đường dài, sự xuất hiện của U-Money đã khiến việc thanh toán và giao dịch ở bản Muang Met trở nên thuận tiện hơn. Với phương châm ở đâu có sóng viễn thông thì ở đó có hạ tầng và dịch vụ số. Số điện thoại di động sẽ cũng chính là số tài khoản ngân hàng. Chúng tôi đang kỳ vọng và sẽ đặt mục tiêu cho đến năm 2025 thì sẽ phổ cập đến 80% khách hàng sử dụng di động sẽ có tài khoản ví điện tử. Chuyển đổi số nhanh và toàn diện chính là luồng sống của chúng tôi, nơi mà không gian sáng tạo của chúng tôi sẽ được mở rộng không ngừng. Viettel luôn chủ động và tích cực sử dụng thế mạnh của mình để giải quyết những thách thức phát triển của xã hội. Trong đó có những công việc mà có rất ít công ty muốn làm, đó chính là triết lý, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Bất chấp thử thách trong bối cảnh đại dịch, nhiều thị trường của Viettel ở nước ngoài vẫn phát triển nhờ chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Những thương hiệu tại châu Phi như Mobitel, Halotel và Lumitel đã đạt được những mức tăng trưởng ấn tượng trong năm vừa qua. Trong khi ở khu vực châu Á, Mitel vươn lên trở thành thị trường có tập khách hàng và doanh thu lớn nhất Viettel Global và đặt vị trí số 1 về thị phần ở Myanmar. Những thành quả đáng tự hào trong việc chuyển đổi số ở nhiều quốc gia được xem là thành tựu cho sự nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ trên con đường chinh phục thế giới của Viettel, mang hình ảnh con người Việt Nam tiên phong, bản lĩnh đến với bạn bè quốc tế. Chẳng có siêu anh hùng như trong điện này, sức mạnh người Việt lại đến từ nụ cười hiền lành, được đắm chìm trong bầu trời trong xanh, được ngắm nhìn như chú chim hót và chuyên canh, bước qua sự buốt giá dù xước ra và ước giá như không có gian lao, nhưng người Việt Nam vẫn đối mặt với những giông bão, vẫn tự hào, vẫn sáng tạo, chúng ta vươn lên không quan tâm tới giới hạn nào. Thương người Việt tạo ra, nhân bình cùng với tạo hóa, thời gian vẫn cứ trôi qua, lịch sử hiện tại là bản hoa ca, luôn mang đến hy vọng cho sự khởi đầu, sự khởi đầu. Tình người đôi khi còn hơn cả phép màu, phép màu. Việt Nam tuyệt vời là bởi điều gì? Thì có lẽ bởi người Việt biết tạo nên những điều diệu kỳ. Diệu kỳ thay ôi đất nước này, cùng bên nhau khi gian khó lao, yêu thương chẳng cần lý do. Người ta nói rằng nếu bạn thành công ở New York, bạn có thể thành công ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Và điều này cũng dễ hiểu, vì ở một nơi mà dòng người, dòng tiền, dòng thời gian vận hành một cách khủng khiếp nhất, vẫn có những luồng cho người Việt nhập vào và tìm kiếm cơ hội. Từ ẩm thực, cho đến thời trang, cho đến nghệ thuật, ở bất cứ ngóc ngách nào của New York, những cái tên Việt Nam vẫn vang lên một cách đầy tự hào. Chính những thành tựu của họ đã tạo thành một luồng sống mới cho người Việt tại nơi đây. Và điều đặc biệt hơn cả là nhiều người trong số họ chỉ mới chớm bước vào tuổi 30. Hãy cùng chúng tôi theo chân một nhà báo trẻ người Việt tại New York
để chúng ta đi khám phá câu chuyện này. Và từ đó chúng ta sẽ nhận thấy rằng người Việt dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn kiên trì tìm kiếm con đường thành công, gìn giữ mạch đập văn hóa Việt. Tôi là Đào Lê Quý Đan. Tôi năm nay 28 tuổi và tôi là một nhà báo. Tôi đã từng viết cho Esquire, Forbes, GQ, Vice, Time Out New York, và những câu chuyện tôi viết luôn xoay quanh thành công của những người Việt, đặc biệt tại New York. Cách mà cộng đồng người Việt tạo ra vị thế của mình là thông qua ẩm thực. Từ năm 2017 đến nay, số lượng nhà hàng Việt tại New York đã tăng lên đáng kể và không có dấu hiệu dừng lại. Từ 2 đến 3 cửa hàng mà giờ đây người New York có thể thưởng thức đồ Việt tại hơn 30 nhà hàng ăn khác nhau. Tôi đã có mặt tại Madame Vo, một trong những nhà hàng Việt đầu tiên đã thật sự nâng tầm ẩm thực Việt. Nhà hàng đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân New York, trong đó có cả những người nổi tiếng. Một số những cái tên nổi bật đã ghé qua nhà hàng Madame Vo như Sarah Jessica Parker, nhà thiết kế thời trang huyền thoại Calvin Klein, ngôi sao Hollywood Simu Liu. Sự thành công của Madame Vo đã khiến người Việt nhận ra rằng người Mỹ sẵn sàng trả 20 đô cho một tô phở. Và từ đó, một loạt nhà hàng Việt đã được khai trương tại New York. Trong đó phải kể đến nhà hàng Bolero, dưới sự điều hành của hai đầu bếp Michelin, Jimmy Tan và Matt LeCuc. Bolero đã đưa ẩm thực Việt Nam lên một tầm cao mới và trở nên phổ biến hơn với người dân Mỹ. Là một đầu bếp Việt lâu năm tại New York, anh nhận xét thế nào về sự phát triển của ẩm thực Việt tại New York? Cộng đồng người Việt tại New York khá nhỏ, chỉ khoảng 18.000 người, tức là ít hơn gấp 10 lần so với những nơi như San Jose hay Westminster. Dù như vậy, tôi rất vui khi thấy ẩm thực Việt Nam nói riêng đã được biết đến nhiều hơn. Tôi nghĩ chúng ta đang ở một thời điểm vô cùng thuận lợi khi chúng ta là nhóm thiểu số tiếp theo tại Mỹ sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có được sự quan tâm đặc biệt của giới ẩm thực tại đây. Bên cạnh ẩm thực, tại kinh đô thời trang New York, những nhà thiết kế người Việt cũng đã tạo dựng được tên tuổi của mình. Bách Mai là một trong những nhà thiết kế như vậy, đã từng theo học thiên tài John Galliano. Giờ đây, nhãn hiệu của Bách Mai đã nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao nước Mỹ và bắt đầu tạo dấu ấn trong làng mốt thế giới. Điều thú vị là từ khi ra mắt hãng thời trang, tôi đã được gặp rất nhiều người Việt trong ngành, từ biên tập viên, người mẫu cho đến cả thợ may. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy càng ngày càng có nhiều sự hiện diện của người Việt trong không gian sáng tạo. Để nổi danh tại New York là một điều không tưởng. Vậy mà có một người Việt Nam phải khiến những ngôi sao hạng A Hollywood hay những nhãn hàng top đầu thế giới cũng phải gọi điện để đặt lịch làm việc với anh. Mình mới shoot the campaign for the brand from Paris and it was a fun shoot. An Lê là một giám đốc sáng tạo hình ảnh hàng đầu tại Mỹ. Mariah Carey, Naomi Campbell, Victoria Beckham, Camila Cabello, Maybelline, Bauman chỉ là số nhỏ trong những cái tên đã cộng tác và làm việc cùng với anh. Tại nơi xứ người, An Lê đã làm nên điều không thể. Tôi đến Mỹ lúc năm 14 tuổi, một độ tuổi mà tôi cho rằng là đủ lớn để ghi nhớ được văn hóa Việt, nhưng cũng đủ vừa để tiếp tục tiếp thu và học hỏi từ những nền văn hóa mới. Chính vì vậy mà tôi cũng học được tính kiên trì, sự tôn trọng và khiêm tốn của người Việt Nam. Điều này đã có ý nghĩa rất quan trọng trong thành công của tôi. Tôi rất là vui khi nhìn thấy tên của người Việt trong những sản phẩm nghệ thuật không những chỉ ở New York mà còn cả ở Milan hay Paris nữa. Chậm rãi nhưng chắc chắn, vị thế của người Việt tại New York đang được khẳng định từng ngày. Trái ngược với thế hệ người Việt đầu tiên luôn phải tìm cách hòa nhập để định cư ở nơi đây, thì với lớp trẻ thế hệ tiếp sau, họ đã tìm thấy cơ hội cho bản thân mình thông qua chính văn hóa di sản của dân tộc, dù đó là ẩm thực, nghệ thuật, thời trang hay lối sống. Đúng là Dan đã có một chuyến khám phá đầy màu sắc ở New York. Không khí và dấu ấn Việt tại đây thật đa dạng và sinh động, thưa quý vị. Vĩnh Phúc có thấy lướt qua một số những hình ảnh rất thú vị về những gói cà phê được bày trên các kệ hàng ở một siêu thị tại Mỹ. Những gói cà phê Việt Nam ấy đang trở nên rất được yêu thích ngay tại Mỹ. Và giờ đây thì ngay tại trường quay của chúng ta, mời quý vị sẽ kết nối trực tiếp với người đứng sau sản phẩm từ Việt Nam và mang tâm hồn Việt Nam ấy. Hãy cùng gặp gỡ với Sarah Nguyễn. Xin chào các bạn Việt Nam, tôi là Sarah Nguyễn. Tôi là người Mỹ,
gốc Việt. Và hôm nay tôi rất vui được gặp các bạn. Tôi có một món quà nhỏ muốn gửi qua cho anh Phượng với các bạn Việt Nam. Xin cảm ơn món quà năm mới mà Sarah Nguyễn dành cho chúng ta. Và điều thú vị đó là ở bên Mỹ thì gói cà phê sẽ được bán kèm với phin pha cà phê và cốc. Quý vị có thể thấy thiết kế bao bì của gói cà phê này vô cùng độc đáo, với chữ Nguyễn đã được thiết kế để có thể thu hút được sự chú ý của thị giác. Ở nước ngoài cứ nghe thấy tên ai có họ là Nguyễn thì người ta sẽ nghĩ ngay đó là người Việt Nam. Họ Nguyễn dường như đã là một chỉ dấu rất đơn giản cho người Việt Nam. Ở đây còn có cả phin cà phê đi kèm, chứng tỏ ý đồ của nhà sản xuất muốn người mua sẽ pha phin để có thể thưởng thức cà phê đúng điệu Việt Nam. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức cà phê được pha phin để chúng ta tìm hiểu xem là hương vị của nó sẽ đặc biệt thế nào nha. Xin mời. Hương vị rất tự nhiên và tươi mới. Sự nguyên bản của vị cà phê rất là rõ nét. Và Vĩnh Phúc nghĩ rằng là không hề có hương liệu nào trong gói cà phê này. Và điều thú vị đó là theo nghiên cứu mới nhất về xu hướng sống xanh ở nước ngoài thì chính những điểm tự nhiên này lại rất là phù hợp với khẩu vị của người nước ngoài khi mà họ thưởng thức cà phê. Vậy thì Sarah ơi, làm cách nào mà cà phê của bạn tại New York lại đặc biệt như vậy? Để hiểu tôi làm cà phê Việt Nam thế nào, mời các bạn đi xem cái xưởng của tôi. And the business owner is perking things up with the coffee world and her Vietnamese coffee brand. Sarah Nguyen is founder and CEO of Nguyen Coffee Supply, a Vietnamese coffee brand. I really want you to meet our friend Sarah Nguyen. She is the founder of Nguyen Coffee Supply, the first specialty Vietnamese coffee importer and roaster in the U.S. And Sarah is here in the studio! Sarah Nguyễn là gương mặt gốc Việt, làm cà phê phủ sóng trên rất nhiều các kênh truyền thông lớn của Mỹ như CNN, Fox, Wall Street Journal, The New York Times trong 2 năm trở lại đây. Xin cảm ơn Sarah. Chúng ta đang có một không gian thật là đặc biệt. Và câu hỏi đầu tiên của Vinh Phú xin dành cho Sarah. Vì sao mà Sarah Nguyễn lại lựa chọn khởi nghiệp bằng hạt cà phê Việt Nam? Tôi thấy ở New York có rất là nhiều quán cà phê họ thích bán cà phê sữa đá Việt Nam. Mà tôi đi vô mấy cái quán cà phê, tôi kêu một cái cà phê sữa đá, nó không phải là cà phê Việt Nam. Tôi hỏi barista, ô cà phê này là cà phê gì đây? Xong họ sẽ nói, ô cà phê này là cà phê từ Ethiopia hay là cà phê Brazil. Xong mình để thêm sữa ngọt. Họ muốn dùng văn hóa của người Việt Nam để bán cà phê mà họ không có dùng cà phê Việt Nam. Tôi thấy là làm như vậy là không có đúng. Sau này khi có nhiều người hiểu cà phê Việt Nam, nhiều người uống cà phê Việt Nam thử, tôi nghĩ là đây sẽ là tạo ra một trang mới cà phê Việt Nam ở nước Mỹ. Phát hiện về ly cà phê bị pha không đúng cách đã thôi thúc Sarah tìm hiểu về cà phê Việt Nam. Cô đến các siêu thị lớn để tìm mua thử. Nhưng dãy hàng ưu tiên số 1, số 2 luôn là cà phê đến từ Nam Mỹ. Cô không tìm được cà phê Việt Nam tại đây. Sarah cho rằng lý do cho điều này có thể là do Việt Nam là một nước không chuyên xuất khẩu cà phê. Thế nhưng khi tra cứu thêm về cà phê Việt Nam, Sarah vô cùng bất ngờ với kết quả tìm được. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới chỉ sau Brazil, và Mỹ lại là một trong 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Đây chính là lúc cô nhận ra phải làm điều gì đó. 2016, tôi đi về Việt Nam để thăm gia đình ở Hà Nội, thì tôi có cái ý tưởng muốn bán cà phê Việt Nam. Khi tôi đi thăm vườn cà phê lần đầu tiên á, tôi rất là mừng, rất là vui sướng. Tại vì tôi thấy cái vườn cà phê rất là lớn, rất dài, rất đẹp. Xong tôi được thấy cái cà phê đỏ ở trên cái cây, được bóp cái cà phê, được làm cà phê sao, xong mình rang cà phê. Lúc đó tôi nghĩ là cái ý tưởng của tôi sẽ làm được. Khi tôi mới bắt đầu mang cà phê Việt Nam qua nước Mỹ rất là khó, tại vì nó có nhiều cái mình phải tìm hiểu. Ở nước Mỹ, cái văn hóa cà phê ở đây
họ rất là thích uống Arabica với cà phê hơi chua chua một chút. Còn ở Việt Nam, văn hóa cà phê Việt Nam là Robusta với cà phê đậm hơn. Theo Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam, cà phê Robusta chiếm gần 90% sản lượng cà phê Việt Nam. Khi bán cà phê ở siêu thị, có rất là nhiều người họ không có muốn bán cà phê của tôi. Không biết là tại vì họ không có hiểu cà phê Việt Nam hay là họ không có tin tôi, họ không muốn làm việc với tôi. Người Mỹ thường coi Robusta là loại cà phê kém chất lượng hơn Arabica. Nó thường chỉ được nhập dưới dạng thô để làm cà phê nguyên liệu hoặc cà phê pha sẵn. Điều Sarah đang làm là định vị lại cái nhìn của người Mỹ về hạt cà phê này. Và cô ấy đã dồn hết tâm sức với mong muốn thay đổi tương lai của cà phê Việt Nam, không chỉ ở Mỹ mà còn trên thế giới. Sarah đã nỗ lực không biết mệt mỏi để quảng bá cà phê Việt Nam trên các nền tảng khác nhau, từ mạng xã hội Facebook, Instagram và cả trên website. There's a really delicious note of like a beautiful bitterness that's almost like a dark chocolate. Mm-hmm. And then I'm just getting velvet. It's so smooth and so beautiful. Tôi đã học thêm được rất nhiều điều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc mừng Sarah, tôi là một fan hâm mộ cà phê của bạn. Chúc cà phê Việt Nam sẽ được công nhận rộng rãi hơn nữa trên thế giới. Sarah đúng là người truyền cảm hứng. Cách cô ấy giới thiệu cà phê Việt Nam và cà phê sữa đá với cộng đồng yêu cà phê ở Mỹ thật là ấn tượng. Cô ấy rất biết cách nhấn mạnh vào nguồn gốc cà phê đến từ Việt Nam. Tôi rất thích các video của cô ấy. Tôi đã đúng khi chọn bán cà phê của Sarah. Đó là một trong những sản phẩm bán chạy nhất ở đây. Phú thấy rằng luồng sống cho Nguyễn Coffee Supply được xây dựng dựa trên những giá trị Việt và mối nối của tất cả những điều này có phải là từ sự gắn kết nguồn cội Việt Nam của Sarah Nguyễn hay không? Tôi rất là yêu người Việt Nam tại vì tôi nghĩ tới bố mẹ của tôi. Tôi rất là nhớ nhiều cái Việt Nam. Tôi nhớ đồ ăn Việt Nam, tôi phở tươi Việt Nam, cà phê phin, cà phê sữa đá. Với người thân, chào bác Sáu, chào cô Phương. Tôi rất mong cái ngày mà được về lại thăm Việt Nam. Sarah Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Boston, Mỹ, nhưng có bố mẹ là người Việt Nam. Cô gái sinh năm 1986 này từng về Việt Nam lần đầu tiên vào khoảng những năm 1990 để thăm gia đình. Tôi rất thân thiết với ông nội. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh khi còn bé xíu về Việt Nam chơi. Ông có nhiều bạn và hay pha cà phê mời bạn. Tôi thích nhất là lúc ông mở nắp phin cà phê ra và mùi cà phê tỏa ra thơm thật là thơm. Rồi ông dạy tôi tập đếm bằng cách nhìn giọt cà phê rơi. Khi tôi lớn lên và ông không còn nữa, tôi luôn khao khát muốn được trở về thời thơ bé để lại được pha cà phê cùng ông. Tôi sẽ mang ly cà phê của ông sang Mỹ và giới thiệu cảm xúc uống cà phê ấy cho những người Mỹ biết. Tôi muốn truyền bá văn hóa Việt Nam qua nước Mỹ và tất cả thế giới, tại vì tôi là người Việt Nam và tôi tự hào văn hóa Việt Nam. Không chỉ có cà phê là mặt hàng nông sản làm Việt Nam tự hào trên thị trường quốc tế, mà trong năm 2021, khi Việt Nam đã trải qua bao biến động đầy khó khăn, thử thách do Covid-19. Nhiều mặt hàng khác như thanh long, đậu riêng, vải thiều, bưởi hay hồ tiêu đã góp phần khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Đặc biệt trong số đó, nước mắm truyền thống do Việt Nam sản xuất đã vượt qua các đối thủ mạnh như Thái Lan, Philippines để lần đầu tiên trở thành nhãn hàng bán chạy số 1 trên sàn thương mại điện tử thế giới Amazon. Mình sẽ rất là tự hào vì mình góp một phần nhỏ bé trong cái chuyện đưa những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất của Việt Nam đi ra thế giới, thì đó mới là giá trị thương hiệu của Việt Nam. Những thực phẩm mà chúng ta có trong tủ lạnh thì có liên quan gì đến những trang phục chúng ta sử dụng hàng ngày?
Câu trả lời là có, thưa quý vị. Với công nghệ tân tiến, con người đã có thể mặc đồ hay đi giày từ những chất liệu như vải melo làm từ nấm, sợi cô tông chiết xuất từ sữa, hay thậm chí đó là lụa mà làm từ vỏ chuối. Và bắt đầu từ chính những phụ phẩm thông thường, chúng ta sẽ có đó là bã cà phê hay là vỏ tôm. Thì một nhà sáng chế trẻ người Việt đã tìm ra phương pháp để tái sử dụng phụ phẩm thành chất liệu thay thế cho da thuộc, chứa đựng trong đó là tiềm năng giải quyết được những vấn đề nhức nhối về ô nhiễm môi trường. Từ phế thải trong quá trình chế biến tôm đến một tấm áo da cao cấp, người nắm giữ bí quyết của sự biến đổi diệu kỳ này chính là Uyên Trần. Từng là một nhà thiết kế người Việt tại Mỹ của những hãng thời trang đình đám như Ralph Lauren, Alexander Wang, Peter Đỗ, Uyên luôn trăn trở về rác thải mà ngành công nghiệp của cô đang tạo ra. Một mẫu thiết kế có thể được sản xuất ra từ 2.000 đến 3.000 unit. Khi không được tiêu thụ hết, cách mà chúng ta xử lý thì có thể đốt đi hoặc là có thể mất tới hàng trăm năm, hàng triệu năm để chúng có thể tự phân hủy. Thì về lâu về dài, chúng ta có thể ngồi trên một bãi rác quần áo. Và Uyên đã có một quyết định bất ngờ. Chính vì vậy, mình quyết định bỏ lại sự nghiệp thiết kế thời trang đằng sau và học bằng thạc sĩ ngành vật liệu sinh học tại trường đại học thiết kế Parsons. Là ngôi trường đã đào tạo nên Anna Sui, Marc Jacobs và Donna Karan, Parsons được coi là lò đào tạo hàng đầu về thời trang của thế giới. Và tại phòng thí nghiệm của ngôi trường này, Uyên Trần đã sử dụng vỏ tôm kết hợp với bã cà phê để chế tạo ra loại vải giả da mà cô đặt tên là Tomtex. Trong suốt một năm làm đề án nghiên cứu này thì mình đã phải ngồi trong phòng lab rất là nhiều thời gian và nhiều lúc phải làm cả ngày từ sáng đến tối muộn. Cho đến lần thí nghiệm số 250 thì phiên bản đầu tiên của Tomtex được ra đời. Và mình cảm thấy rất là xúc động khi cầm trên tay sản phẩm đầu tiên của Tomtex, đó cũng như một đứa con tinh thần của mình vậy. Tôi nghĩ rằng đó là vật liệu sinh học phi thường nhất mà tôi từng thấy. Điều khiến tôi ấn tượng về chất liệu của Uyên là sự tinh tế, độ mềm dẻo, màu sắc và mùi thơm, bởi vì cô ấy sử dụng vã cà phê làm chất nhuộm. Điều làm cho tôi khá thuyết phục chính là kết cấu bề mặt của chất liệu. Chúng sẽ khiến cho sản phẩm trở nên đa dạng và thú vị hơn, đồng thời tạo ra mối quan hệ giữa người mặc và chất liệu đó. Hầu hết các nguyên liệu sinh học trên thị trường hiện tại đều có nguồn gốc từ thực vật. Chính vì vậy, sự độc đáo của Tomtex nằm ở chỗ là nguyên liệu cấu thành nên nó chính là động vật có vỏ, được thu thập từ nguồn rác thải sản xuất. Bên cạnh đó, vật liệu sinh học có nguồn gốc thực vật thì vẫn có chi phí carbon. Vì vậy, Tomtex có lợi thế hơn ở điểm tái chế, biến phế thải có hại cho môi trường trở thành thứ có giá trị. Sự bền vững của chất liệu Tomtex đã giúp Uyên Trần tham gia và thắng nhiều giải thưởng quốc tế cao quý như LVMH Innovation Awards, CFDA hay Idea Sustainability Award. Và điều đặc biệt hơn cả là chất liệu này còn là một giải pháp tiềm năng cho vấn đề ô nhiễm chất thải trong quá trình chế biến tôm tại Việt Nam. Với sản lượng gần 1 triệu tấn một năm và kim ngạch xuất khẩu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, ngành tôm Việt Nam thải ra môi trường một khối lượng phụ phẩm khổng lồ, khoảng 1.000 tấn mỗi ngày, mà trong đó chitosan là một trong những hợp chất chính. Trên thế giới là chitosan nó đã được nghiên cứu rất là nhiều. Cái ứng dụng mà chitosan cho cái công nghiệp thời trang là một cái ý tưởng mà chưa có ai nghĩ tới hết. Thì hầu hết là người ta mới sử dụng chitosan dễ như là một cái chất phụ da mà dùng trong cái ngành nhuộm để họ thu hồi cái nước thải, cái chất nhuộm thôi. Đối với lại Tomtex hay Uyên thì đây sẽ là một cái cơ hội cho những cái người dẫn đầu. Cái việc này nó sẽ tạo thành một cái chuỗi cung ứng khép kín và thậm chí là xuyên quốc gia mà 100% là do người Việt phát triển. Do vậy, ý tưởng sử dụng chitosan cho ngành công nghiệp sản xuất vải chính là một mũi tên trúng hai đích để giải quyết vấn đề chất thải của cả hai ngành công nghiệp lớn này. Với khả năng mở rộng quy mô và tính chất bền vững ưu việt, tiềm năng của Tomtex đã lọt vào tầm mắt của những nhà đầu tư hàng đầu nước Mỹ.
Tom Tech có những lợi thế khiến chúng tôi rất hào hứng tại IndieBio. Một là tiềm năng mở rộng quy mô. Họ đã có thể tạo ra những tấm vật liệu khác nhau và sẽ sớm trình diễn cho những khách hàng tiềm năng trong ngày demo. Tom Tech cũng đã có chi phí cạnh tranh, thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất da thuộc. Đây là điều mà rất ít công ty vật liệu sinh học làm được ở giai đoạn đầu như Tom Tech. Và cuối cùng, vẻ đẹp của chất liệu Tom Tech cũng chính là minh chứng cho tiềm năng của nó. Cùng với sự sáng tạo của mình, Nguyên Trần đã giúp mở đường cho một nền cách mạng xanh trong ngành công nghiệp thời trang. Cô chính là đại diện cho tầng lớp trí thức trẻ người Việt đang thay đổi xã hội để tạo ra luồng sống cho bản thân và cả thế hệ tương lai. Mình mong muốn trí tuệ sáng tạo của Việt Nam được biết đến trên toàn thế giới và mình muốn những sáng chế của mình có thể giúp cho tương lai của thế giới giảm thiểu được sự ô nhiễm về môi trường và một ngày nào đó cái niềm đam mê về thời trang của mình sẽ có ý nghĩa hơn cho xã hội. Còn ngôn ngữ, nghĩa là còn văn hóa, còn truyền thống. Tiếng mẹ đẻ là suối nguồn văn hóa dân tộc. Đây là điều mà bất kỳ cha mẹ nào sinh sống làm việc tại nước ngoài cũng đều thấu hiểu. Ngôn ngữ chính là sợi dây để kết nối những người con với quê hương, đất nước. Dù ở bất kỳ chân trời nào, khi được trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt, họ lại thấy ấm áp, gần gũi với nhau. Họ nhận ra sự gắn bó thiêng liêng trong gia đình Việt. Và cao hơn thế là niềm tự hào về bản sắc, về cội nguồn văn hóa Việt. Đã có những người bố, những người mẹ dù mưu sinh vất vả tại nước ngoài vẫn nỗ lực hết mình để dành cho con cái cả một bầu trời thiêng liêng của tiếng Việt và văn hóa Việt. Hello Việt Nam, cháu là Minh Hoàng đây và bây giờ cháu đang đứng ở Stockholm và cháu muốn mang nhạc Trịnh Công Sơn để sang Thụy Điển để dân Thụy Điển nghe nhạc Trịnh Công Sơn để và người ta sẽ hiểu về nhạc Trịnh Công Sơn nhiều hơn. Minh Hoàng là một gương mặt không mấy xa lạ với nhiều người dân Thụy Điển cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển và các nước Bắc Âu. Năm 2018, em xuất hiện trên cuộc thi tìm kiếm tài năng Thụy Điển và đã tạo được dấu ấn đặc biệt đối với ban giám khảo cũng như khán giả. Em có khả năng chơi tốt nhiều loại nhạc cụ, trong đó có saxophone, trống, guitar điện và piano. Cùng với giọng ca trời phú và khả năng hát được cả tiếng Anh và tiếng Việt, Minh Hoàng được mời đi biểu diễn nhiều nơi tại Thụy Điển và các nước khác như Na Uy, Ba Lan, Pháp hay Anh. Nhạc Việt cũng quen đối với cháu rồi, nó không có gì lạ cả. Thế bây giờ cháu lớn lên, bắt đầu lớn lên đấy, càng ngày càng lớn thì cháu mới hiểu, mới biết về cái câu người ta hát về cái gì. Cháu mới thấy là cái nội dung của bài hát này người ta chọn rất là hay và tự nguyên người ta lại hát trong một cái kiểu mà người Tây người ta không hát được, và rất là tình cảm và rất là khác nhạc người Tây. Thì cháu cũng bắt đầu thử hát tiếng Việt. Và lúc ấy cháu hát được tiếng Việt thì cháu vừa học được lời chữ và cháu cũng vừa tập được hát. Tình yêu dành cho âm nhạc Việt và ngôn ngữ Việt đó đều được bắt nguồn từ người cha của em. Tôi sang đây được hơn 10 năm. Công việc của tôi là đang lái xe bus ở Thụy Điển. Tôi đi làm từ 4 giờ sáng cho đến 4, 5 giờ chiều thì tôi về. Có hôm thì 6, 7 giờ chiều tôi về. Dạy một đứa trẻ thì nó không phải đơn giản. Mình phải rất là mất thời gian, thậm chí tiền bạc, công sức. Mà thậm chí nó phải là một cái tình yêu rất là mãnh liệt, một cái sự hy sinh vô bờ bến thì mới làm được. Còn không thì ở đây thì mình không thể làm được. Sau khi đi làm về thì thường thường là tôi hay đi đón các cháu. Tôi muốn là cái thời gian mà hai bố con nó gặp gỡ nhau nhiều hơn ấy, thì thường là tôi đi bộ. Thế trên đường đi thì bố con vừa đi vừa tâm sự. Thì tôi thường hay gợi cho các cháu những cái mà để cho các cháu nói bằng tiếng Việt đối với bố trên đường đi, để tôi cũng gần gũi các cháu hơn, tạo ra một cái không khí, tạo ra một cái môi trường tiếng Việt để cho các cháu trong một cái ngày hôm đấy là các cháu sẽ nói cùng chuyện với các bố về tiếng Việt để các cháu đỡ quên. Thì nói ví dụ đi là mình sẽ đi chơi phải lên Stockholm,
thì mỗi trên đường từ Seto đến vào trung tâm của Stockholm thì bố cháu cũng lúc nào cũng hỏi đố cháu trên đường, là nói ví dụ là cái vạch ở trên đường này là cái gì, hay là ở ngoài phố này cái này gọi là cái gì, đây là gọi là vẻ hè mới như thế. Thì có rất là nhiều thứ từ mà cháu đã không biết, nhưng mà cứ hàng ngày mà bố cháu cứ dạy cháu từng tí một thì cháu sẽ hiểu biết và giỏi hơn thôi. Hai con trai cũng biết là tại sao bố lại dẫn vào cái quán này không? Đây cái quán này là cái quán của người Việt Nam. Dạ. Hiểu. Quán ăn người Việt Nam, con phải nói là quán ăn người Việt Nam. Quán ăn người Việt Nam. Con hiểu quán ăn người Việt Nam là như nào? Quán ăn là cái quán ăn cơm ấy của người Việt. Người Việt làm chủ. Chào con này. Con nhìn cái này ngon không? Tèm tè. Bố con biết cái này là cái gì? Đó là bánh mì của Việt Nam. Bánh mì của Việt Nam ăn mà nó nóng rất nóng mà giờ. Mà hiện nay mì này là nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngon nhất. Mời con ăn đây. Có một điều đặc biệt, mặc dù sống ở nước ngoài và chưa một lần trở về Việt Nam, nhưng ba anh em của Minh Hoàng vẫn luôn được hưởng trọn vẹn nét văn hóa trong một bữa cơm của gia đình người Việt. Chính tiếng Việt đã hàng ngày giúp em làm điều đó. Xong này, đây là thầy sắp đũa cho nó bằng với nhau. Xong rồi đó người ta sắp đũa sắp bát, người ta đặt cái bát này cho từng người một. Ok. Đấy, không được, cứ để giữ được ạ. Đấy. Bây giờ bố hỏi các con trước nhá. Khi ăn cơm như thế này, đầu tiên người Việt Nam thì người ta sẽ làm cái gì? Minh Hoàng, theo Minh Hoàng thì làm gì trước? Thì có thể mời. Thế tại sao các con biết là phải mời không? Để chỉ tôn trọng. Để tôn trọng. Tôn trọng người lớn, mà mời ai trước? Mời bé trước hay mời người lớn trước? Mời người lớn. Thế mời như nào con mời thử nào? Con mời bố mẹ, anh chị, anh cơm. Đúng rồi. Nào, Minh Hoàng, mời đi con. Bố mẹ và hai em ăn cơm. Ok, nào các con cơm đi. Tôi dạy các cháu tiếng Việt là dạy thực tế, không dạy có sách vở. Ngày xưa là bố bằng tuổi con, bố ăn cơm là không phải bằng bàn mà bằng cái mâm. Thì bây giờ nói muốn nói cái mâm thì bây giờ chỉ bằng mỗi cách là đưa cái mâm ra thôi. Mà đưa ảnh thì người ta không thể hình dung được. Với Minh Hoàng, tiếng Việt và văn hóa Việt, đặc biệt là âm nhạc Việt, luôn là hai yếu tố song hành khiến em tự hào và yêu quê hương Việt Nam hơn. Hồi xưa ấy, thì bố mẹ cháu hay bật nhạc Việt thôi. Ở nhà toàn nghe nhạc khoảng bolero, cải lương. Ngày nào cũng nghe mấy cái nhạc đấy thì mình cũng quen và mình cũng hiểu biết tại sao nhạc Việt nó lại như thế. Đầu tiên ấy, là khi bật những cái nhạc, cả âm nhạc của Việt Nam ở trong nhà ấy, thì đầu tiên thì chúng nó cũng không để ý đâu. Chúng nó cũng chỉ thích nghe tiếng Anh thôi. Nhưng mà sau một thời gian ấy, thì cứ ngày nào cũng thế, năm nào cũng thế, cứ về là mở bolero hoặc thi tài năng nhí ở Việt Nam hoặc các chương trình TV ở Việt Nam thì ngày nào nó cũng xem. Và đến khi mà thổi saxophone thì bắt đầu nó biết đến Trịnh Công Sơn. Đầu tiên là cháu cũng chẳng biết là Trịnh Công Sơn là ai đâu. Nhưng mà lúc khi cháu hồi xưa bắt đầu học saxophone ấy, thì cháu mới hỏi bố cháu là thế bố ấy hồi xưa ấy, bố nghe nhạc trong đài radio thì bố hay nghe mấy cái nhạc sĩ nào như thế. Tự nhiên bố cháu lại nhắc tên là Trịnh Công Sơn. Cháu mới lên YouTube, cháu mới search, cháu mới nghe mấy cái bài, nói ví dụ là bao nhiêu năm rồi, hay là hại trắng. Cháu mới thấy là cái nhạc melody của nó rất là tình cảm và nhấm vào trong lòng của cháu rất là mạnh. Như thế thì cháu mới bắt đầu học thổi mấy cái nhạc Trịnh Công Sơn trên saxophone. Tôi có những bài nhạc để dạy học riêng, nhưng khi Minh Hoàng mang tới cho tôi một dòng nhạc mới hoàn toàn, thì tôi thấy vô cùng thú vị. Tôi bắt đầu tìm kiếm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các nhạc phẩm của ông trên YouTube, cố gắng nghe để cảm nhận được âm nhạc của ông. Và tôi nhận thấy nhạc phẩm của ông chứa đựng đầy cảm xúc. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hiểu được hơn người nhạc sĩ và thậm chí cả lời bài hát của ông nữa. Tôi thực sự rất yêu thích nhạc của Trịnh Công Sơn. Thì cô giáo Tây cũng dạy cháu về cái cơ bản của cái bài đấy. Nhưng mà sau cái đấy thì bố cháu tìm được một cái người thầy Việt đấy. Thì thầy cũng dạy được cháu
về thổi tình cảm của bài Việt như nào, nó khác Tây, nhạc Tây như nào như thế. Và đó là thầy Mạnh. Từ đó, cùng với cô giáo Linda, thầy Lê Duy Mạnh đã đồng hành cùng với Minh Hoàng trong các buổi biểu diễn saxophone của em. Minh Hoàng đã nhận được rất nhiều lời khen của người yêu âm nhạc từ nhiều nơi trên thế giới. Cháu quá giỏi, quá tài năng, quá tuyệt vời. Nghe giai điệu này tôi đã khóc. Con giỏi quá, hơn cả tuyệt vời, con vẫn giữ nét hồn Việt. Cháu ơi, tuyệt vời quá. Thật vinh dự khi cháu mang nhạc Việt đến xứ người. Tuyệt quá. Hồi ông nội cháu vẫn còn sống ấy, thì ông nội cháu hay quý cháu và rất thương cháu. Thì vì vậy thì cháu rất muốn nói chuyện và mong là một ngày nào đó về Việt Nam để thăm ông nội của cháu. Thì vì vậy thì cháu ngày nào cũng rất là muốn chăm chỉ học tiếng Việt. Nhưng mà bây giờ thì ông nội mất rồi thì mình muốn nói tiếng Việt cho nó hay, để nói ví dụ là mình cúng đi thì mình không có thể cúng được bằng tiếng Tây. Thì mình phải cúng bằng tiếng Việt, thì như thế thì tiếng Việt rất là quan trọng đối với cháu. Góc nhỏ của căn phòng này là nơi thờ cúng của gia đình. Hôm nay, Minh Hoàng rất vui mừng vì được trường nhạc của em nhận vào làm trợ giảng. Theo đúng phong tục của người Việt Nam, em đã mang niềm vui này để báo cáo với ông nội. Mong ước của cháu ấy là về thăm mộ của ông nội của cháu. Và về Việt Nam sau đấy thì cháu cũng muốn về thăm quê hương của bố mẹ cháu và hiểu biết nhiều về Việt Nam. Nỗ lực học tiếng Việt hàng ngày để được trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của bố mẹ mình, nơi có ông bà và anh chị em họ hàng luôn chờ mong, không chỉ riêng của Minh Hoàng mà còn của nhiều em bé và gia đình người Việt khác trên toàn thế giới. Họ đã cùng nhau tạo nên một luồng sống mãnh liệt về việc dạy và học tiếng Việt, cũng như gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt ở khắp năm châu. Cũng từng nằm nôi nghe mẹ ru hơi những chưa gió lòng, dấu quyền trầm bỗng dấu ngã trên ven, dấu sắc gặp gần dấu hỏi lắng đồng, trầm xuống dấu nàng thanh sắc thiết tha, rộng như ngân hà cả đời mới hiểu. Yêu điều bãi cánh diều cầu lòng ra.
chinh phu, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mai vòng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sát son. Con thích tiếng Việt tại vì con muốn hiểu mẹ bố. Con yêu thích học tiếng Việt vì bố mẹ và gia đình của con là người Việt. Con cũng muốn kết nối với quê hương Việt của con. Con yêu tiếng Việt tại vì là con là người Việt. Tiếng Việt có làm con biết con là người Việt Nam. Con yêu Việt Nam lắm. Con yêu tiếng Việt. Con yêu Việt Nam. Con rất là hãnh diện, con là người Việt Nam. Con yêu Việt Nam bởi vì là bố mẹ sinh ra ở Việt Nam và con muốn tham quê hương của con. Con mong cả thế giới sẽ không còn Covid nữa. Mạnh mẽ lên Việt Nam, mạnh mẽ lên Úc, mạnh mẽ lên cả thế giới. Kính thưa tất cả quý vị, ngàn ước mơ của các em bé Việt Nam ở khắp mọi nơi trên toàn cầu thực sự đã truyền cho chúng ta một luồng sống mới. Đó là luồng sống của hy vọng, của tương lai. Và chính luồng sống đó được nhân lên vô cùng mạnh mẽ bằng chính trí tuệ, bằng bản lĩnh, sự sáng tạo của người Việt Nam. Thông qua những câu chuyện mà chúng tôi đã kể trong chương trình năm nay, và chúng tôi tin rằng dù tương lai còn nhiều khó khăn hay biến động, nhưng những phẩm chất của người anh hùng treo sông vượt thác đã có sẵn trong mỗi người Việt sẽ giúp chúng ta vững tiến về phía trước, đến với bến bờ của bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Ngày Trở Về năm nay. Và xin chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!